Hello, xin chào toàn thể anh em, chào tất cả mọi người. Chào mừng anh em đến với clip mới nhất của em ngày hôm nay. Đầu tiên kính chúc anh em có ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn tin tưởng ủng hộ nhé. Thì hôm nay em buổi sáng em đang đóng hộp rồi mua cam chuối chuẩn bị gửi chim cho anh em, và em cũng lên luôn một clip để thanh lý lại cho anh em một bé cà phê cứng chim 3 vụ rưỡi anh em nhé. Chim thì vừa mới hoàn thiện lông, chim bắt đầu vào chế độ lên lửa để cho anh em chơi. Con này thì anh em cứ theo dõi hết clip và em sẽ báo công khai giá cả trên clip và tại sao thanh lý cho anh em. Anh em cố gắng theo dõi hết clip của em nhé. Bé chim này thì cực kỳ đẹp luôn, bóng bộ thì siêu mẫu luôn anh em ạ, đầu thủ to, chơi cà phê thì mát máy luôn anh em ạ. Kể cả anh em mang đi thi chăm tốt, anh em cho lên lửa anh em có thể mang đi thi cũng được anh em ạ. Đấy, clip đây là chim em quay cận cảnh, cận giáp mặt để cho anh em thẩm cái bóng bộ chim, bộ to, lực trường chim đó anh em nhá, siêu VIP luôn. Đây, và em có kè trên dàn để cho anh em xem thử nó ché như một cái máy luôn anh em ạ. Đây là con chim khi nó đặt lửa anh em nhá. Thì vừa rồi nó thay lông ấy, em cũng chăm lông hoàn thiện hết rồi. Giờ gọi là anh em chỉ về thúc thêm lửa là anh em chơi thôi. À, con chim này thì nó có một tật lỗi nhà anh em nhé. Khi anh em phủ áo lồng vào, nói chung là phủ áo lồng vào nó căng ấy, nó ức chim là nó bị ngoái anh em nhé. Còn anh em treo dàn, chơi dàn thì thoải mái luôn. Nếu mở hết áo lồng ra cả ngày luôn, không bao giờ bị. Bảo hành cho anh em luôn, trên dàn không bao giờ bị. Gọi là khi anh em phủ áo lồng nó ức chim thì nó tìm chim nó bị nó sung quá ấy, là nó bị ngoái anh em nhé. Con chim có tật lỗi nào thì em báo luôn cho anh em như thế, chứ chả phải giấu giếm gì cả. Đấy, em thanh lý cho anh em cái giá là 3,5 triệu anh em nhé, 3,5 triệu. Gọi thanh lý về cho anh em, có thể là anh em đi cà phê hoặc là đi chơi dàn vẫn cứ vô tư anh em ạ, chả sao cả. Nói chung là trên dàn không bao giờ bị đâu anh em nhé. Chim thì vừa hoàn thiện bộ lông mới cứng rồi, anh em về anh em chỉ gọi là thúc thêm lửa mồi tươi cám ngon, tập lực phơi nắng thúc thêm lửa cho em nó, là anh em có thể là mang đi chơi anh em nhé. Vì chim nó quá cứng rồi, chim nó gần 4 vụ rồi mà. Gáy ngựa VIP lắm anh em ạ. Lết chơi cực kỳ hay, cầu cánh mỏ mà con này cực kỳ nhạy ché anh em nhé. Căng lửa lên chùm máu nghe chim nó ché rầm rầm ấy. Lông lá thì mướt mát rồi. Về bây giờ thì gọi anh em chỉ việc mồi tươi thúc lửa cho em nó thôi. Đấy, phí em nó là 3,5 triệu anh em nhé. Anh em miền Nam mà anh em nào bắt được em nó luôn thì chiều nay em cũng sẽ gửi luôn cho anh em. Và em cũng nói lại trên clip này là em nhận chuyển khoản trước khi chuyển chim nhá. Anh em nào thấy tin tưởng thì là cứ nhấc máy alo trực tiếp số điện thoại của em. Em thì vẫn ship đi mọi miền Tổ quốc cho anh em yên tâm là con chim đến tay anh em luôn, chuyển chim một khỏe mạnh anh em nhá. Cái clip hôm nay em cũng gọi là tranh thủ thanh lý cho anh em bé này. Anh em ưng thì cứ nhấc máy alo cho em. Anh em đón xem clip của em thì bớt chút thời gian ủng hộ cho em một chút like với đăng ký kênh em nhá. Thôi, clip em cũng xin tạm dừng ở đây. Chúc anh em có ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hẹn anh em vào clip tiếp theo của em. Chào tất cả anh em, chào tất cả mọi người.